Chào các bạn quay lại với tựa game Talk in Term Camp. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cấp căn cứ của chúng ta nha các bạn. Ở lúc trước thì nhà chính của chúng ta mình đã nâng cấp lên level 4 rồi các bạn. Và nó đã nâng cấp thành công rồi. Và hiện tại thì job shop của mình đang ở level 3. Và hôm nay thì mình sẽ nâng cấp nó lên level 3 các bạn. Và khi mình nâng cấp nó thì mình sẽ mở khóa được con mèo ninja này đây. Đó, mình sẽ nâng cấp nó luôn. Và mình cần là 3500 năng lượng. Mình cần tới 17 phút lần các bạn. Mình sẽ pick up nó luôn. Mình mất tới 7 viên viên này không, mình xem quảng cáo luôn các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã lên được level 4 phần job shop rồi các bạn. Và chúng ta có thêm một cái quân lính mới, đó chính là con mèo ninja các bạn. Mình đã mở khóa được con mèo ninja. Mình phải sẽ vào đây. Các bạn thấy không? Mình đã có được con mèo này đây. Và hiện tại thì cái xe này nó đầy rồi các bạn. Cho nên mình sẽ giảm số lượng quân. Mình sẽ giảm con này. Con này là con Bloner, mình sẽ giảm con này. Và mình giảm con này luôn các bạn. Mình giảm hai con này thì mình sẽ được một cái con ninja. Mình giảm một con, hai con này nữa luôn. Mình sẽ thêm một con ninja nữa, mình sẽ được hai con. Đó. Rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ có thêm một con mèo mới để bây giờ mình đi tấn công, mình kiểm tra xem cái khả năng của nó như thế nào nha các bạn. Để mình coi mình có cái nào mình cần update không, mình update luôn. Cái này 2500 mình update luôn các bạn. Mình update cái súng này luôn. 2500 7 phút. Đó. Vâng, để mình chờ cái con Hải Ly làm xong cái việc này đi. Mình sẽ update nó luôn. Mình thu được một viên kim cương đây. Rồi, chúng ta đi quánh thôi các bạn. Mình sẽ quánh ở chế độ Challenger. Cái này thì đơn giản quá các bạn. Cái này ít tiền nữa. Mình kiếm cái nào nhiều tiền hơn. Cái này cũng ít luôn. Cái này thì quá đơn giản luôn các bạn. Này quá đơn giản. Dặm này, cái nhà này thì cũng không có nhiều tiền. Mình kiếm cái nhà nào nhiều tiền hơn một chút. Cái này được 1.900 và 4.900 nè. Hai cái này. Thôi, cái này cũng không ngon lắm. Mình đi đánh cái căn cứ khác. Cái này cũng không ngon các bạn. Cái này cũng không ngon, quá ít tiền. Quá ít coi và quá ít năng lượng. Cái này 1.700 cũng ít luôn các bạn. Quá ít luôn. Đó, mình quánh cái căn cứ này được nè các bạn. Căn cứ này khá là nhiều coi và năng lượng nè. Căn cứ này thì hiện tại nó chỉ có một cái phòng thủ này và một cái cây súng nước này thôi. Đó, mình sẽ quánh khá là dễ dàng. Mình thả lính ở đây, tập trung vào đây. Mình cho bộ binh nữa nè. Mình sẽ thắng cái trận này dễ dàng thôi các bạn. Mình quên thả con mèo. Mình quên thả con mèo ninja. Để anh xem nó. Con mèo ninja này thì nó cũng quánh từ xa luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó cũng quánh từ xa, nó giống như con mèo blaster nè. Mình đánh được 50% rồi các bạn. Rồi, hết năng lượng của nó rồi, mình lấy hết năng lượng rồi, hết tiền luôn. Còn đây là cái chớp xốp của nó thôi. Rồi, chúng ta tiêu diệt luôn rồi các bạn. Mình được 6.226 coi và 3.477 năng lượng. Các bạn thấy không? Chúng ta lại lên nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật cái này còn 4 phút nữa các bạn. Cái này mình coi mình có cập nhật được hay không. Cũng được nhưng mà cần tới 54.000 lượng. Cái này cũng vậy luôn các bạn. Quá khá là nhiều. Cái này thì hiện tại mình chưa cần cập nhật. Cái này đang ở level 3. Cái này mình cập nhật được nè. Ok. Mình mất hai cái này. Ủa sao mình làm cái kia mà nó lại ra cái này vậy? Nó lại ra cái súng mình nhỉ? Cho con Hải Ly nó làm xong đó các bạn. Đó, mình lại được một viên kim cương nữa. Rồi. Cái này mình cần đánh hai trận nữa các bạn. Mình sẽ đánh hai trận nữa. Mình cần hai sao nữa mình sẽ được một cái, mình mở một cái phần quà. Cái này quá ít.
cái này cũng quá khá đơn giản các bạn. Mình kiếm cái nào nó khó khó một chút xem. Cái này nó chỉ có 380 mấy coin à, quá ít luôn. Ồ, cái này được nè các bạn. Cái căn cứ này mình quánh được nè. Mình sẽ quánh cái chỗ này trước nè. Mình lấy cái thùng vàng này, mình quánh hai cái này luôn, mình qua đây. Rồi, mình sẽ thả bộ binh trước. Đó. Tập trung cái súng này. Chết cha, một con mèo ninja nó bị thua rồi. Mình tập trung vô đây. Chết cha, một con bị thua nó rồi các bạn, một con chạy về rồi. Mình sẽ đánh dòng hướng này các bạn, dòng ở đây. Ôi chết cha, bị cái vũng nước rồi. 15 giây chúng ta. Ôi. Thôi rồi, cái trận này chúng ta đánh không hiệu quả rồi các bạn ơi, chúng ta thua luôn rồi. Mình không đánh được cái sao nào luôn rồi. Ây da, dở dữ vậy ta. Rồi chúng ta đi quánh lại thôi các bạn. Rồi mình sẽ đi quánh lại. Mình cần 2 sao nữa để mình mở cái hộp quà. Hồi nãy mình đánh mình dở quá. Mình thả hơi dở. Cái này cũng khá là ít. Ồ, cái này được nè các bạn. Cái căn cứ này được đây. À, mình sẽ thả như thế nào đây? Mình sẽ thả như thế này à. Mình thả khúc này, mình tập trung vào đây. Chủ yếu mình lấy tiền và vàng à. Ồ, mình sẽ thả ở đây các bạn. Mình tập trung vào đây. Chết cha, con mèo nó phát hiện rồi. Tập trung vào đây. Ồ, không lẽ lần này lại thua nữa à? À, mình lấy cũng được một ít vàng các bạn. À, mình quánh cái nhà chính luôn nè. Chưa được sao nào luôn các bạn. Còn mỗi con mèo này thôi. Ít ra thì mình cũng lấy được một ít các bạn. Có lẽ mình sẽ được một sao. Mình đánh cái nhà chính đó các bạn. À, mình được một sao thôi, hai sao luôn. Rồi chắc chắn mình sẽ được mở được hộp quà. Rồi chúng ta thua luôn rồi các bạn. Hôm nãy giờ mình đánh toàn là thua không vậy ta. Ok, con mèo ninja mình thấy nó cũng khá dở các bạn, chứ nó cũng không hay lắm. Mình được 3.200 coin và 5.000 năng lượng các bạn. À, rồi bây giờ mình coi mình update. Cái này mất 11 phút à, khá là lâu. Mình sẽ update này, còn khá là nhiều tiền. Chớp shop mình coi mình có thể update được không. Mình update chớp shop luôn các bạn để mình mở khóa. Đó. Mình coi báo cáo luôn các bạn. Vậy là chúng ta đã nâng cấp chớp shop của ta lên level 5 rồi các bạn. Và để coi mình có mở khóa. À, mình mở khóa được hai con mèo này nữa nè các bạn. Mình mở khóa con mèo Slinger. Slinger hiện tại thì đang ở level 1 và cái mức độ nguy hiểm của nó là tới 100 rồi các bạn. Hiện tại thì con này là nguy hiểm nhất luôn nè. Và cái con này đang ở level 2. Ủa? Không được level 2 gì? Để mình coi làm thế nào để mình nâng cấp được nó vậy. À, mình nâng cấp cái này thì mình nâng cấp lên được nè các bạn. Mình cần 37.500 năng lượng. Đó, và trong 10 phút. Bây giờ mình không có đủ năng lượng.
cho nên mình không có nâng cấp mà những cái con mèo của mình được. Cho nên bây giờ mình phải đi đánh thôi các bạn, mình phải đi đánh thôi. Đó, mình qua đây. Rồi, mình đánh cái trận này thì mình sẽ được 2.000 coin và 2.000 năng lượng. Ồ, cái này khá là đơn giản các bạn. Khá là đơn giản. Mình sẽ thả ở đây. Đó, mình tập trung mình quánh cái này trước. Mình quấn cái này luôn. Rồi mình thả qua đây. Mình thả qua đây mình quấn cái này là xong. Khá đơn giản các bạn. Rồi, chúng ta thắng rồi các bạn ơi. 3 sao luôn.